tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà. Hãy đến cùng tôi người ơi, mình trao cho nhau biết bao nụ cười. Yeah yeah yeah, có đâu xa xôi tình thân, ở cạnh bên ngay mình thôi, sớm mong có nhau mình cùng sẽ chia hết bao vui buồn dâu đôi khi ta giận hờn, yêu làm nhau cho nhau biết bao là ăn chăng. Bằng lát xin gần đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tiền cùng một ai sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Bà con xa cũng bằng lát xin gần đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tiền cùng một ai sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Từ từ nha, có chừng đập vô ghế của em rồi đó. Rồi, bà xuống. Rồi. Để đây được chưa? Rồi, để đây được rồi á. Lát hồi á, chú ba gác khiêng ra cho nó dễ. Đừng có khiêng ra ngoài, mệt lắm. Anh làm gì tiếp đi, cảm ơn nha. Hỏi cho anh có cà phê với nhiều sữa nha. Mẹ. Con có làm gì riêng của con đi, mẹ uống cà phê. Cho cô ly cà phê đá đi nha. Dạ. Thôi bây giờ cho ly nước trà trước đi nha, mệt quá. Mà trà nóng nha, mặc dù là trời nóng được chứ lấy nước trà nóng thôi nha. Thường thường là mình lấy đập trị độc đó, nóng mình lấy nóng mình trị độc sẽ mát hơn con. Con ơi, có chưa con? Dạ. Dạ cô. Con có hâm nóng lại cho cô uống không? Dạ rồi. Bỏ lò đi ba cho nóng. Ghế mới mua hả? Dạ đâu có, cái ghế của xì à. Nó bị gãy tùm lum á. Lát hồi chú ba gác tới là đem đi luôn á cô. Đâu có bị hư gì đâu con. Đâu có nè, cô coi nè. Nó lật lìa lật lọi xong rồi đằng sau á là gãy thêm cái chân nữa đó. Mấy cái này sửa là được mà con. Thôi, tại vì quán của con á là bài trí sang trọng, cô hiểu không? Cái ghế này hồi trước nằm đây nè. Và bây giờ mình mua cái sofa này rồi. Bà cái ghế này có sửa thì để lên nó cũng kỳ lắm, cho nên thôi bỏ đi cho rồi. Ngộ ghê nha. Giống như là có phong thủy đó. Tự nhiên có cái tâm linh vậy con, nhìn cái ghế này tự nhiên sao cô cảm thấy là nếu mà cô có cái ghế này là dám là cái con đường tài lộc cái tình cảm của cô lên lắm á nha. Thôi ấy ghế không xài cho ba xe ba gác cho ủ quá thôi, tặng cho cô được không? Thôi, đâu có được. Trời ơi, cô là người rất là sang trọng luôn. Ví dụ tặng cho cô thì tặng nhân sâm đồ này nọ, chứ ai tặng ba cái đồ hư này. Cô đã nói rồi, cái ghế này giống như là nó phong thủy cô á. Cô nhìn tự nhiên sao cô thích ghê. Nghĩa là cái này cô về cô sửa lại được, yên tâm. Cô nói được là được mà. Thôi không được đâu. Phong thủy hả? Cô thích màu xanh hả? Trời ơi, cô thích màu xanh rồi hai cái tay cầm của nó bằng sắt inox nữa, đẹp ghê vậy đó. Cho cô nha. Ê, không mấy á, là tại đợt trước á, là một cái đây, một cái đặt thêm cái bên này nữa, là có hai cái lận. Mà tụi con đổi cách bày trí á, nên dọn đi rồi, cái này bỏ, còn cái y chang vậy. Mà còn mới lắm, đẹp lắm, để con đưa cho cô. Không, cô thích cái ghế hư này nè. Tự nhiên hết cái hư trời. Tại vì cô cảm giác như là cái phong thủy á, cái gì mà hư ha, phải có cái bàn tay của cô nhúng vô thì là khi mà sửa được cái ghế này rồi á, là hợp sức giữa cái ghế và cái bàn tay của cô thì mình sẽ có được đường phong thủy của mình sẽ lên hơn. Chứ nếu mà cái ghế mới thì nói gì nữa. Thôi cho cô nha. Không được đâu. Nói chung là vậy nè, cái ghế này cô về cô cũng để phòng khách cô đâu, mà cô để ở ngoài ban công đó. Thôi để ngoài ban công càng không được nữa. Sao không được con? Cô nghĩ đi, nếu như mà để ngoài ban công á ha, rồi cái ghế này nó lật lìa lật lọi như vậy, cô có sửa cách máy đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ lỏng lẻo. Lỡ bữa nào á gió lớn dữ quá, cô té lộn cổ 360 vòng xuống dưới đất một cái rồi con mang tiếng chết à. Ủa đâu có sao đâu con. Cái ghế này để ở ban công nè,
Rồi sau đó chiều chiều cái cô ngồi cô kêu nhìn xuống như vậy nè, làm sao mà bật ngửa được, dòm xuống sao bật ngửa được, bật ngửa là bật dày, cô này là bật xuống ha. Mà cái ghế cô để dựa vậy, cô ngồi ngó xuống vậy chứ cô đâu có lại đâu mà bật ngửa. Cô ngồi ngó xuống vậy lỡ bữa nào á anh Mạnh Hùng kêu mẹ cái cô ơi con, rồi cô té bật ngửa xuống luôn đó cô. Nhưng mà cô đó cô sửa lại được, cô chỉ cần cô lấy cái đinh này cô đóng lại cái ghế dựa nè, rồi cái sắt này cô hàn lại được mà. Thôi cô đàn bạn gái cô không sửa được đâu, không cho cô được mà. Smart quá. Nói chung á đừng có trù ẻo tôi chết kiểu đó. Giờ tôi bưng cái ghế này về nghe. Thôi bậy, không được nha, không được nha. Trời ơi, con đưa cho cô á, lỡ cô có chuyện gì xảy ra là nguyên cái chung cư này người ta nói con này nọ không được đâu. Tôi nói được là được mà tôi chịu trách nhiệm mà. Thôi mẹ cô không cho cô lấy tôi đâu nói mà. Thôi mà để tôi nói được cô, mà. Cô năn nỉ cô mà. Không có năn nỉ con được. Được mà. Sao cũng chuyện này cãi nhau vậy? Con qua đây phụ mẹ, con qua đây phụ mẹ. Nè, đi bưng ghế về mình xin ghế về. Được lên về. Thôi mẹ. Con có biết cái gì rồi mẹ. Con rảnh. Chết ra coi. Có sao không vậy? Hả? Có sao không vậy? Anh có không sao không vậy? Trời ơi sao mà bầm dữ vậy nè. Trời ơi. Nhã Hoàn, em nhìn mặt nó bầm như thế kia mà hỏi có làm sao không? Thì em quan tâm em mới hỏi. Em hỏi như thế là hỏi cho có, hiểu không? Không phải là quan tâm. Anh ngộ quá à. Em hỏi như vậy mà anh kêu cho có. Là anh trả lời chứ mắc mới vậy tự nhiên anh xí vô. Thì em quan tâm thì em phải lấy dầu. Thôi, hai người thôi đi. Em đang bị đau như này rồi còn tranh cãi ở đây nữa. Ê, Mạnh Hùng. Có triệu chứng gì đó. Anh bệnh sao vậy? Đang giận hai đứa bọn anh mà sao tự nhiên cười. Mạnh Hùng, em đừng nói với em á là lúc nãy á chị hai em với lại cô Hương đánh nhau xong rồi lỗi trúng anh, xong cái anh bị tưng tửng luôn nha. Thôi tự nhiên cười. Ơ trời ơi, bệnh này nặng lắm rồi đấy. Thôi này Hùng, em không làm sao cả. Em đang vừa nghĩ ra một cái cực kỳ hữu ích cho mọi người luôn. Cái gì? Nghĩ ra gì? Đừng nói em là anh nghĩ ra cách nào để cho hai người kia không cãi nhau nữa nha. Không những là ngăn chặn cãi nhau mà em còn làm ra một cái việc này cực kỳ hữu ích luôn. Anh nói đi, vụ gì? Nói nhẹ lên. Đó là em sẽ lập một cái group để cho mọi người trong chung cư của mình vào đó sẽ trao đổi những cái đồ cũ với nhau. Ý tưởng này được á. Hay không? Là sao ta? Là sao? Giời ạ. Có nghĩa là như này nhá, bây giờ em thử ví dụ cho anh thôi. Ví dụ anh có một cái áo cũ mà anh không thích nữa, anh không mặc đến. Mà em có một cái quần cũ, anh muốn đổi cái áo đấy với cái quần của em. Thì anh sẽ post lên cái group đó. Nếu mà em thấy hợp lý thì em đổi với anh. Đấy chỉ là ví dụ thôi. Vậy là anh có thể trao đổi với em luôn đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như chị hai em có cái ghế. Cái xong á chị hai em muốn đổi. Cái thằng chị hai post lên nói là tôi có cái ghế, ai muốn trao đổi với tôi không? Đúng không? Ừ, ghê quá. Hay không? Hay, được. Làm luôn em. Để em tạo group nha. Cái tên group là phải trao đổi đúng không? Trao đổi trong chung cư ha? Trao đổi trao đổi đồ vật. Cũng được. Nhưng mà mình nên trao đổi những cái gì mà có thể dễ chở nha anh. Đúng rồi, nhẹ nhàng để cái khuôn vác. Xong nào, đây rồi. Ủa, có thông báo rồi kìa. Sao nhanh quá vậy ta? Đó, sao của anh chưa hiện nhở? Đây nè. Bà Năm muốn đổi một cái máy cassette cũ lấy một cái iPad mới. Trời đất ơi. Ủa, nghe nó sai sai vậy. Nghe khó rồi nha. Sao bà Năm lại đổi như vậy được? Đổi những cái gì mà nó cùng loại với nhau thôi. Như vậy là làm sao mà ai đổi người ta cho bà Năm? Cái này chênh lệch quá. Sao nữa? Ông Bảy muốn đổi sách cũ lấy báo mới. Cái này được nha. Được. Ai mà cũng như ông Bảy có phải là dễ dàng không? Em thấy là cái đúp này thành công rồi đó. Giờ em xem tiếp đi coi có thông báo nào nữa không? Sao máy của em không hiện thông báo nhỉ? Trời ơi, nhanh thiệt luôn á trời. Cái gì? Trời mới lại thêm thông báo rồi nè. Thông báo gì? Đâu để em coi nha. Thôi đừng có nói đổi nhà, đổi nhược nha. Cái này không có đâu đó. Chị Lan muốn đổi chồng cũ lấy chồng mới. Chồng cũ sang chồng mới á? Cái này hơi quá rồi đó. Có nữa nè. Cái gì? Chị Lily Ngọc.
Chị Lily Ngọc muốn đổi nhà cũ lấy biệt thự mới. Trời ơi, đổi một cái nhà cũ mà đòi biệt thự mới. Em bà này, này, em hỏi xem á, ở chung cư mình còn cái kho đó, đó, xem hỏi Lily Ngọc có muốn đổi hay không. Thôi anh ơi, em thấy tình hình này không ổn rồi á. Bây giờ á là mình phải ghi làm sao nội dung, nội quy như thế nào. Chứ nếu như vậy á, mọi người sẽ loạn lên hết trơn luôn á. Chính xác rồi đấy. Nói chung là bây giờ em xóa hết những cái bài đăng mà không hợp lý vậy đi. Chẳng hiểu mọi người đùa hay gì nữa. Đăng như vậy cũng đăng được. Xóa đi nha. Vậy nha. Dạ. Mình thống nhất là như vậy nha. Dạ. Không nói tới nói lui nữa nha. Dạ. Hai cô cháu mình về. Nè, con trai, mẹ thấy con tạo cái group á, có những cái ý tưởng hay. Cho nên á, cái mẹ nhào vô trong group coi, mẹ coi liền, mẹ ủng hộ con đó nha. Rồi từ đây sắp tới hả, mẹ không thèm gây lộn với ai đó, không cãi lộn ha. Mình gây lộn nhiều khi mình cũng mệt lắm con ha. Dạ. Hồi nãy con mệt không? Mệt muốn chết luôn vậy đó. Con mệt không? Con ngồi đã, cho con ngồi đã. Có đứa nào mời tao ngồi đâu. Bây giờ mời con ngồi. Thằng con tôi nó có hiếu lắm. Dạ. Nó giỡn chơi thôi, mẹ biết là ý tưởng mấy con là hay lắm. Mẹ ủng hộ hai tay hai chân luôn đó. Dạ. Hai người lạ quá, con hết hồn luôn á. Vừa cãi nhau xong, làm lành lẹ. Xong rồi làm lành lẹ vậy đó. Là tại vì thấy ý tưởng này hay quá đó. Có thông báo nữa nè. Thông báo gì em đọc đi. Chị Lily Ngọc với lại mẹ của em đang cãi lộn với nhau. Là sao vậy? Tại vì á, hai người này á, nói á, là đổi. Nhìn ở ngoài á, sản phẩm nó không có giống như trong hình. Chết rồi. Thế còn có bà Năm với ông Bảy này. Ôi trời đất ơi. Cũng cãi nhau này. Trời ơi. Rồi bây giờ chuyện này phải làm sao bây giờ? Không biết. Em làm cái group ấy lên nhưng mà cũng không nghĩ hậu quả nó sẽ như thế này. Không, con cái group của con hay mà con. Trời đất ơi, đây nè, mẹ ủng hộ nè, rồi mẹ sẽ tìm cách mẹ xử lý mấy cái chuyện này. Rất là đơn giản, không có gì khó hết đó con à. Thật đúng không ạ? Thật, bây giờ bốn đứa nghe mẹ nói nè. Mẹ tên Xuân Hương là người đẹp nhất ở chung cư này. Mẹ là người đại diện cho ban quản trị ra quyết định từ đây sắp tới những cái cuộc trao đổi nào, những cái cuộc mà muốn là thay đổi hay là có ý kiến ý còi gì phải thông qua quyết định của ban quản trị. Chính xác. Người nghèo khó, người nghèo khó, người giàu sang.